cơm chén không quẹt mà chủ quán với khách không thể nói với nhau một từ nào. Muốn ăn cái gì thì mình ghi giấy ra. Xin lỗi, chữ hơi xấu nha. Cái miếng cháy ông chú không làm, mỏng dắt, giòn nha. Ô trời ơi, giòn. Wow. Cái nước mắm mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, cái mùi ướp, thêm cái tóc mỡ nữa. Đỉnh. Đơn giản vậy thôi chứ bắt mì lắm, trời ơi, ăn hoài không ngưng luôn á. Rau hấp nha, chấm vô, dĩa đó có 10 ngàn thôi đó. Ba trời, cái con cái dứa dày cui luôn mấy bà. Giòn, dày nha. Nhiều này, hai người ăn đã luôn, con ăn chục. Nhưng mọi người cũng thấy, chủ quán là hai vợ chồng, có một trường hợp hơi đặc biệt một tí. Nên cách order cũng phải khác biệt, không dùng lời nói. Tính trời tính tiền mà không biết nói làm sao luôn á, ghi vô điện thoại. Đồ ăn cũng ngon, mà cô Hiếu cũng rất là dễ thương nữa. Mọi người nhớ tới đây, ăn thử nha.